sau bao nhiêu ngày thì chó rời ra đây xíu nào, ra đây xíu nào. Ừ, đúng rồi, rồi rồi vậy đi, chó đứng gần. Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng đổ xong con CBR650 cho một bạn chủ xe ở La Ghi. Thì cái bạn này, con này bạn đó chỉ là làm cho vui thôi. Còn bạn này mục đích bạn này lên ngàn, cho nên con này trước sau gì bạn đó cũng sẽ bán lại cho mình. Thì mình lên tâm huyết rồi nè, để mình bóc siêu mấy cái này ra cái. Mới gắn vô chưa có bóc. Thứ nhất là lên cho bạn ấy một cái dàn ốc titan và cái bộ tem này nè anh em. Là bạn đó lên ý tưởng mà mình chỉ dán cho bạn đó thôi ha. Rồi lên chắn gió nè, chắn gió cao nè. Và những cái gì. Còn cái này em mới coi clip nói ra, cái này anh chỉ dán keo hờ thôi. Còn em muốn chắc á, thì em kiếm cái loại keo nào dán chắc chắc, anh chỉ dán hờ thôi. Tại vì không có biết em thích dán ở vị trí nào, cho nên mình gắn hờ hờ vô ở vị trí này thôi. Còn cái này thì anh em về anh em muốn gắn lại ở vị trí nào cũng được. Trời hơi nóng thì anh em có thể thấy, em quay thấy con ngàn với con 650 không? Thì mình cố tình làm cho nó bự 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 ra, nhìn cho nó bự bự giống con ngàn á anh em. Rồi một điều nữa là mình lên xi nhanh gọn vô cho người em. Xi nhanh gọn như thế này đó. Và lên người em một cặp chợ sáng ngay cái chống đổ, để mình bấm chợ sáng lên. Chợ sáng của mình thì có rất là nhiều chế độ. Một chế độ nè, hai chế độ nè, ba chế độ. Có nghĩa là dàn trắng là anh em đi đường hỗn hợp, đèn vàng là phá sương mù, đèn trắng là anh em cho nó sáng đó. Rồi rồi cái điểm đặc biệt nữa nè ha, cho anh em coi thêm cái điểm đặc biệt nữa là mình lên một bộ đuôi CBR 1000 đó, bộ đuôi CBR 1000. Thì cái đuôi này á như zin, và mình về zin thì mình gắn đồ zin thôi. Ở đây mình có đuôi tích hợp nè, em có thể quay cho anh em cái đuôi tích hợp được không? Xi nhanh tích hợp. Rồi cái này có thể gặp ra gặp vô được ha. Đó, gặp ra gặp vô, bây giờ mình sẽ gặp vô luôn cho anh em coi ha. Còn cái yên này khi mà anh em muốn chở người yêu thì anh em gắn cái này vô thôi. Gắn cái này, lắp cái này vô, anh em hình dung chưa? Thì có thể chở người được. Còn này yên solo. Còn này mình thiết kế gặp ra gặp vô cho một người anh em. Đó. Đó, gặp vô. Mình phải có lục giác nha anh em. Đó, gặp vô. Rồi, xi nhanh trái, xi nhanh phải nè. Đó. Rồi, cái này thì mình tự lên nè ha. Mình theo ý tưởng của mình tự lên. Còn cái bô là của chủ xe, bô chủ xe thích cái bô này. Em lấy giùm anh cây kèm sẵn đây. Đây là cái tiếng khi có tiêu ha. Mình làm sẵn tiêu, nếu như mà anh em không thích ồn ào thì đây là tiếng không ồn ào. Tiếng không ồn ào. Rồi em rút cái tiêu ra. Đó. Ồn ào và sẽ tĩnh lặng. Rồi ok ha. Đó thì đây là chiếc xe mình làm cho người em. Nói chung á, làm có nhiêu đây thôi anh em, nhưng mà rất là tốn thêm nhiều thời gian của mình, cực kỳ nhiều thời gian luôn. Thứ nhất là dán tem, thiết kế tem, rồi lên cái bộ đuôi, rồi lên phải sao mà lỡ có bạn gái phải chở được bạn gái, phải có cái yên. Rồi lên bô này á, bô này thì phải có full set cổ mới lên được cây này. Cây này là do chủ xe người ta thích đó. Rồi phải tháo ra cái chợ sáng này á, phải đục anh em, phải đục hai bên hông nè. Đục hai bên hông này thì mới nhét được con ốc và cái bát vô, thì mới vô được cái chợ sáng, nhìn nó mới đẹp, nó mới ngầu. Đó, nó đi nó không có rớt. Cái này là do cái người bán người ta nghiên cứu luôn. Rồi cái người bán là cái người Minh Baker đó anh em, nghiên cứu luôn rồi lắp cho anh em. Rồi thì mình thấy cơ bản này lên vô đây được rồi, lên nhiều nữa cũng không có gì hết anh em. Tại cơ bản người em này cũng vài bữa cũng lên CC mà. Đó. Rồi, quay đằng trước cho anh em xem. Quay vòng tròn cho anh em xem. Anh em thấy sao? Cái bộ tem này là do người em muốn màu này và mình đi làm màu này nha anh em. Đó, chỉ có cái đuôi là bên mình là chọn. Đuôi chọn. Kính chắn gió là mình chọn. Bộ tem là người em chọn. Cây bô người em chọn, mình được việc lắp. Đó, đó là cái, đây là cái những gì mà Minh hỗ trợ anh em á anh em. Có nghĩa là khi anh em mua xe bên Minh, không phải là mua chiếc xe là xong. Anh em muốn cái gì là mình cũng hỗ trợ anh em thôi được hết.
đó, vậy mới là hỗ trợ nhiệt tình anh em ha. Thì cơ bản vậy thôi, nhưng mà cũng thốn thốn á anh em à, cơ bản vậy cũng thốn thốn á. Đâu thêm đánh giá con này lên vậy, em thấy nó làm sao? Đẹp hả? Đẹp. Cái màu tem thấy sao? Anh thấy màu tem nó không có được nổi, nó hơi tối, tại vì chủ xe ta thích màu này, nhưng mà nó không có nổi trội đúng không? Có nghĩa là nhìn nó điềm điềm. Nếu ai, những ai mà thích cái màu kiểu nó không có, gọi là sao ta, nó không có quá lèo lẹt thì chọn màu này, gọi là màu xám đen. Xám đen đó, ở trong là xe full xe màu đỏ. Thì như anh em thấy đánh giá là sao? Đánh giá là sao? Đánh giá con xe này sao? Lên đơn giản mà ok anh em, những cái gì cần thiết thôi. Tại người em này ở La Ghi Bình Thuận, thì cái đường La Ghi thì nó sẽ hơi tối, cho nên mình mới lắp thêm bộ chợ sáng đó. Thì cơ bản việc rồi, còn cái này cho nó gọn vào, cho nó khỏi đưa ra cái xi nhan kia. Còn phần đuôi là như zin thôi anh em đó. Anh em chê cái đuôi 650 nó thì xấu này nọ, thì bây giờ mình đã lên cái đuôi này nó sẽ gọn hơn, đẹp hơn, nó nhìn nó nhức nách hơn. Nhìn dưới là nó còn ngàn, bây giờ ngang nhau rồi, đâu có thua kém gì đâu. Hôm nay trời nóng thiệt anh em. Rồi hết gì để nói rồi. Thì mấy cái cơ bản như ốp lốp máy rồi là đầy đủ rồi anh em, cũng đâu có cái gì đâu mà phải xem xét đó. Rồi ok, thì em trai xem clip này là mình chủ yếu, cái clip này mình quay là để cho em trai đó xem, rồi xong rồi tới ngày mình giao xe xuống La Ghi mình sẽ quay cái clip anh em ngắm biển La Ghi ha anh em ha. Rồi ok, quá tuyệt vời ha anh em ha. Rồi em quay phía trước một vòng nữa cho anh em coi, quay luôn thấy còn ngàn luôn nè. Ở ngàn với là 650 lên cái đuôi solo là đẹp ha, gắn đuôi solo là đẹp. Thì thôi mình cất cái yên này đó, rồi anh em coi đây, ngắm xe đây. Từng ốp titan là bên mình gắn luôn á anh em nha. Người chủ xe yêu cầu chỗ nào thì mình gắn chỗ đó cho anh em. Rồi ok anh em ha. Anh em xem clip thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker ha anh em ha. Minh Biker chuyên mang đến đam mê cho anh em, hỗ trợ anh em nhiệt tình và chuyên mua của người chán, bán cho người cần nha anh em nha. Ok anh em nào có xe phân khối lớn mà không sử dụng, hoặc là anh em có xe phân khối nhỏ mà muốn đổi phân khối lớn thì cứ liên hệ mình. Đó ok anh em.